Mỗi lần tôi đi du lịch hay về quê bằng xe khách là y như rằng cái ba lô quần áo bị ám mùi xe rất kinh khủng. Đi đến nơi muốn đi chơi mà quần áo bị hôi rất là bực bội luôn. Cái mùi xe khách thì mọi người cũng biết rồi đó, ngửi thôi là sợ rồi. Xong cái con bạn thân nó mới chỉ tôi sử dụng cái túi thơm khử mùi quần áo này nè. Phải nói đây là việc cứu tinh luôn á các bạn. Mình lấy nó bỏ vào ba lô đi xe khách đến nơi mà quần áo vẫn còn thơm phức luôn. Còn thơm hơn cả lúc ở nhà nữa. Ngoài bỏ vào ba lô thì tác dụng thật sự của em nó là bỏ vào tủ đồ nha mọi người, nhưng mà tôi tận dụng dữ lắm. Dây túi mà bị hôi là lấy ra bỏ vào 30 phút là thơm phức lại liền. Sử dụng em này rất là tiện luôn, mùi thơm y chang nước xả vải Thái Lan. Thơm ngào ngạt dễ chịu lắm luôn á. Các bạn mà muốn quần áo lúc nào cũng thơm tho mà không cần phải sử dụng nước xả vải á thì múc ngay em này nha.